Xin chào các bạn, đây là top 5 chiếc laptop dòng Inspiron của hãng Dell, rất phù hợp với sinh viên và những bạn đang làm chuyên ngành marketing. Như các bạn biết thì trong những năm gần đây, marketing là một ngành rất là hot và nó là một ngành mũi nhọn. Rất là nhiều bạn sinh viên theo học cũng như là đang làm việc. Thì những chiếc laptop nào sẽ có cấu hình phù hợp với lại cái chuyên ngành này? Thì ngày hôm nay tôi có dịp có nhiều cái mẫu Dell dòng Inspiron với ngoại hình thời trang cũng như là những cái cấu hình rất là mạnh mẽ phù hợp với lại cái ngành học này. Mẫu đầu tiên trên tay tôi đang cầm đây là Dell Inspiron 7440 Plus, được trang bị chip Core i5. Dòng chip này là chip H cho hiệu năng khá là cao. Toàn bộ vỏ máy được làm từ kim loại, mức giá từ 18 đến 20 triệu đồng tùy option, các bạn sẽ sở hữu được một dòng laptop với hiệu năng cao. Mà mẫu thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là dòng Dell Inspiron 7430 Plus. Đây là dòng được trang bị chip Core i7 và cũng được trang bị dòng chip là chip H 13620H. Dòng máy này thì kích thước sẽ là 14 inch, cũng được trang bị cơ bản những cổng kết nối rất phù hợp dành cho các bạn làm sale marketing với mức giá từ 20 đến 22 triệu đồng. Chúng ta có thể sở hữu dòng máy này. Với cái ngoại hình nó to hơn một tí, với kích thước màn hình rộng rãi thì chúng ta sẽ sang mẫu Dell Inspiron 5630. Đây là một mẫu cũng rất là mới. Điểm nhấn trong những năm gần đây thì Dell sẽ bỏ cái bàn phím số bên tay phải cho những dòng máy lớn để máy nó tinh gọn hơn, đồng thời trang bị hai dãy loa để bù lấp lại cái phần không gian đó, trông nó rất là cân đối và hài hòa. Dòng chip của máy này được trang bị là Core i5 chip B và có cả Core i7 nữa, sẽ rất phù hợp với những bạn thích màn hình không gian lớn. Mức giá sẽ dao động từ 18 đến 20 triệu đồng. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này một cách rất là thoải mái trong không gian làm việc của mình. Nếu như kinh phí của bạn rời rộng hơn một tí xíu nữa, chúng ta sẽ có một cái dòng máy được mới vừa ra mắt ở gần đây thôi. Đây là dòng máy mới nhất hiện nay, Dell Inspiron 5440. Màu sắc năm nay cũng rất là hot. Tôi thấy là nó có một cái gam màu xám mà hơi xanh nhẹ. Dòng chip máy này được trang bị là Core 7 150U với RAM là 16GB và ổ cứng rất lớn, 512 đến 1TB. Như các bạn thấy thì khi chúng ta học và làm việc những ngành marketing online, marketing digital hoặc là marketing truyền thống thì nó đều rất là phù hợp bởi vì kích thước rất là gọn nhẹ. Dòng máy này sẽ có mức giá từ 22 đến 24 triệu đồng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu cuối cùng mà nó cũng khá là đặc biệt. Trên tay tôi đang cầm đây. Đây là mẫu Dell Inspiron 147440 2-in-1. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì đây là một cái chiếc laptop có khả năng lật xoay cảm ứng 360 độ. Như thế này rất là tiện. Các bạn có thể tùy biến trong không gian làm việc của mình hoặc là vào những cái môi trường khác nhau, chúng ta dễ dàng biến nó thành một cái máy tính bảng. Chiếc cấu hình này được trang bị là Core 7 150U, rất là mới. Máy này vừa mới ra mắt đây thôi. Được trang bị bảng lề đôi rất là chắc chắn cùng tấm nền màn hình cảm ứng, đèn LED, chỉnh bảo mật camera rất là đầy đủ ha, có cả tích hợp bảo mật vân tay, rất là đẹp. Mẫu này sẽ có nhiều cấu hình và mức giá dao động sẽ từ 21 đến 23 triệu đồng. Đây là một cái mẫu khá đặc biệt, sẽ dành thích hợp cho những bạn hay di chuyển, gặp gỡ khách hàng cũng như là có nhu cầu thay đổi môi trường làm việc, không gian làm việc thường xuyên. Như các bạn thấy, Dell Inspiron, điểm mạnh của nó là giá thành rất là vừa phải nhưng mà được trang bị cấu hình rất là cao, kèm theo là cái ngoại hình rất là ấn tượng và hiện đại. Ngành marketing online là một ngành mũi nhọn và trong những năm tới đây nó sẽ là một trong những ngành tiên phong. Tổng quan lại, các bạn thấy Dell Inspiron rất là nhiều model, từ 14 inch đến 16 inch, như là màn hình thường, màn hình cảm ứng rất là khác nhau. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy rất là nhiều mức giá trên thị trường. Và tôi khuyên các bạn, nếu có thời gian các bạn nên tham khảo ở một vài showroom uy tín và xem cái chất máy ở bên trong cũng như là các cái chế độ hậu mãi của nhà bán hàng cam kết là có uy tín hay không, xác thực hay không, để cho chúng ta có một cái sự lựa chọn nó chính xác nhất.
Hoặc nếu các bạn ở gần thì các bạn cũng có thể ghé showroom của Laptop Sensei Shop số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách kỹ lưỡng nhất, chuyên sâu nhất bởi những đội ngũ IT có kinh nghiệm. Và chúc các bạn có một cái mùa học tập thật là thành công. Những bạn đi làm sẽ gặt hái được nhiều thành công trong kết quả làm việc của mình nhé. Xin chào.